Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh điện tổng hợp của mình. Thì ở video trước mình có đăng lên cho các bạn một cái sơ đồ mạch điện điều khiển động cơ ba pha chạy thuận hoặc chạy ngược để kéo một cái cơ cấu máy chạy từ điểm A sang điểm B và từ điểm B sang điểm A. Thì cơ cấu máy của chúng ta sẽ được giới hạn hành trình bởi hai con cảm biến tiệm cận B1 và B2. Thì sau khi đăng cái video đó lên thì mình có nhận được một số phản hồi của các bạn thì trong đó có một cái ý kiến rất là hay đó là mình nên bạn các bạn đã góp ý cho mình là nên thêm hai con rơ le thời gian để tạo khoảng thời gian trễ để cho khi cơ cấu máy đi đến điểm A hoặc điểm B nó sẽ dừng tại hai cái điểm mà cảm biến giới hạn đó một khoảng thời gian thì như vậy mạch của chúng ta sẽ có ứng dụng trong thực tế rất là cao thì ở video hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu cũng như chạy mô phỏng cái sơ đồ mạch điện có nguyên lý hoạt động như vậy thì đây là cái sơ đồ mạch điện rất giống với cái sơ đồ mà mình giới thiệu ở video trước nhưng mà ở đây mình có sử dụng thêm hai con dơ le thời gian Đó. TH1 và TH2 này để tạo khoảng thời gian trễ để cho động cơ dừng cho cơ cấu máy của chúng ta sẽ dừng tại điểm A hoặc điểm B một khoảng thời gian thì cái khoảng thời gian trễ đó các bạn có thể thay đổi trên hai con dơ lê thời gian TN1 và TN2 này thì mình bây giờ mình sẽ nói qua về cái sơ đồ mạch điện này cho các bạn nào mà chưa theo dõi cái video trước của mình có thể nắm bắt được thì về sơ đồ mạch động lực nó là mạch đảo chiều động cơ Atomat Q1 để đóng cắt nguồn tiếp điểm động lực của công tắc tơ KT và tiếp điểm động lực công tắc tơ KN kết hợp với dơ len nhiệt để cấp điện cũng như bảo vệ con động cơ ba pha chạy thuận hoặc chạy ngược để kéo cơ cấu máy của chúng ta chạy từ điểm A sang điểm B hoặc điểm B sang điểm A thì ở đây chúng ta sử dụng hai con cảm biến tiệm cận B1 và B2 để giới hạn hành trình chuyển động của cơ cấu máy Chúng ta sẽ sử dụng nguồn 24V DC để cấp cho cảm biến. Đầu ra của cảm biến B1 chúng ta sẽ cấp điện cho cuộn hút rơ le trung gian R2. Đầu ra cảm biến B2 chúng ta cấp điện cho cuộn hút rơ le trung gian R3. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ sử dụng hai con rơ le trung gian R2 và R3 này này. Là hai rơ le trung gian có cuộn hút là 24V DC. Về phía mạch điều khiển thì chúng ta sẽ lấy nguồn từ một pha đi qua cầu trì ở đây chúng ta có hai chế độ chạy tự động và chạy bằng tay nên là chúng ta sẽ có một công tắc chuyển mạch để chọn chế độ chạy ở chế độ bằng tay thì chúng ta sẽ có hai nút ấn nút trái sang trái và nút sang phải để điều khiển cơ cấu máy của chúng ta sang trái hoặc sang phải thì ở cái chế độ bằng tay ấy, chúng ta phải ấn giữ nút ấn để điều khiển cho động cơ quay thuận hoặc quay ngược để kéo cơ cấu máy từ A sang B hoặc từ B sang A À, chế độ tự động thì chúng ta sẽ có một nút dừng một nút stop ấy để dừng hệ thống của chúng ta một nút ấn on để khởi động hệ thống chúng ta sẽ sử dụng thêm một con dơ le trung gian r 1 để lấy tiếp điểm của nó duy trì nguồn điện cho mạch điều khiển chúng ta sẽ lấy tiếp điểm thường mở đóng chậm của dơ le thời gian TH1 Đấu nối tiếp với tiếp điểm thường đóng của dơ le trung gian R3 Đấu nối tiếp với tiếp điểm thường đóng của công tắc tơ KN hay còn gọi là tiếp điểm khóa chéo Để cấp điện cho cuộn hút công tắc tơ KT để cấp điện cho động cơ quay thuận chiều kim đồng hồ Đấu song song với tiếp điểm thường mở đóng chậm của TH1 là tiếp điểm thường mở của công tắc tơ KT để duy trì Tương tự, tiếp điểm thường mở đóng chậm của công... dơ le thời gian TS2 sẽ đấu nối tiếp với tiếp điểm thường đóng của dơ le trung gian R2, đấu nối tiếp với tiếp điểm thường đóng của công tác tơ KT, hay còn gọi là tiếp điểm khóa chéo, để cấp điện cho cuộn hút công tác tơ KN, để cấp điện cho động cơ chạy ngược chiều kim đồng hồ, kéo cơ cấu máy của chúng ta từ B sang A. Đấu song song với tiếp điểm thường mở đóng chậm của TS2 là tiếp điểm thường mở của công tác tơ KN để duy trì. Tiếp điểm thường mở của rơ le trung gian R2 sẽ cấp điện cho rơ le thời gian TH1. Tiếp điểm thường mở của rơ le trung gian R3 sẽ cấp điện cho rơ le thời gian TH2. Đó là toàn bộ các khí cụ điện sử dụng trong cái mạch này. Thì bây giờ mình sẽ vừa chạy mô phỏng vừa nêu nguyên lý hoạt động cho các bạn dễ theo dõi. Đầu tiên chúng ta sẽ bật Atomat Q1 để cấp nguồn cho mạch. Thì giả sử cơ cấu máy của chúng ta đang được ở điểm A thì cảm biến B1 sẽ tác động đầu ra cảm biến sẽ cấp điện cho cuộn hút rơ le trung gian R2. Tiếp điểm rơ le trung gian R2 chỗ này sẽ mở ra ngăn không cho cuộn hút công tơ KN được cấp điện. Tiếp điểm của R2 chỗ này sẽ đóng lại chúng ta sẽ sử dụng trong cái mạch chạy tự động thì bây giờ mình sẽ chạy mạch chế độ bằng tay cho các bạn xem trước thì khi mà cơ cấu máy đang ở điểm A cảm biến B1 tác động ấy, thì chúng ta có ấn nút sang trái thì cuộn hút công tắc tơ KN cũng không được cấp điện các bạn nhé động cơ của chúng ta không quay bởi vì con cảm biến B1 nó đang tác động nó sẽ giới hạn hành trình không cho cơ cấu máy của chúng ta đi sang bên trái nữa nên là chúng ta có ấn nút sang trái thì quận nút KN cũng sẽ không được cấp điện động cơ của chúng ta cũng không quay lúc này chúng ta sẽ ấn nút sang phải khi ấn nút sang phải thì cuộn nút công tác tơ KT được cấp điện động cơ quay thuận chiều kim đồng hồ kéo cơ cấu máy của chúng ta đi từ A sang B khi mà chạm vào cảm biến B2, cảm biến B2 tác động thì đầu ra của cảm biến B2 sẽ cấp điện cho rơ le trung gian R3. Tiếp điểm của rơ le trung gian R3 sẽ mở ra ngăn không cho cuộn hút công tắc tơ KT được cấp điện nữa. Lúc này chúng ta có ấn nút chạy sang phải, ấn nút sang phải này thì cuộn hút công tắc tơ KT cũng sẽ không được cấp điện. Động cơ của chúng ta cũng sẽ không quay Đó. Con cảm biến B2 nó sẽ giới hạn hành trình không cho cơ cấu máy của chúng ta đi sang bên phải nữa Lúc này chúng ta sẽ ấn nút sang trái Thì công tác tơ KN được cấp điện Động cơ sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ để kéo cơ cấu máy của chúng ta từ B sang A Thì ở chế độ bằng tay này chúng ta phải ấn giữ nút ấn nhé các bạn nha. Các bạn nhả tay ra khỏi nút ấn thì động cơ của chúng ta cũng sẽ dừng Cơ cấu máy của chúng ta cũng sẽ không chuyển động nữa và tương tự khi mà chạm vào cảm biến B1 Thì chúng ta cũng có ấn nút sang trái nữa Thì động cơ của chúng ta cũng sẽ không quay Cơ cấu máy của chúng ta sẽ được giới hạn hành trình Bởi hai con cảm biến B1 và B2 Thì bây giờ mình sẽ thử chạy sang chế độ tự động cho các bạn Thì chúng ta sẽ chuyển cái công tắc chuyển mạch này sang chế độ tự động thì ở chế độ tự động thì khi mà cơ cấu máy của chúng ta đang ở điểm A cảm biến B1 đang tác động thì rơ le trung gian R2 sẽ được cấp điện tiếp điểm của R2 chỗ này sẽ đóng lại này các bạn này đó khi ta ấn nút on thì rơ le trung gian R1 được cấp điện tiếp điểm của nó đóng lại duy trì nguồn điện cho mạch điều khiển lúc này rơ le thời gian TH1 được cấp điện nó sẽ đếm thời gian thì thời gian mình đang đặt trên TH1 là 5 giây thì nó sẽ đếm thời gian sau 5 giây thì tiếp điểm thường mở đóng chậm của TN1 chỗ này sẽ đóng lại. Cấp điện cho cuộn hút công tác tơ KT. Động cơ của chúng ta quay thuận chiều kim đồng hồ, kéo cơ cấu máy từ A sang B. Khi mà chạm vào cảm biến B2 thì đầu ra cảm biến B2 sẽ cấp nguồn cho dơ le trung gian R3 tiếp điểm của R3 chỗ này mở ra ngắt điện của công tác tư KT đồng thời tiếp điểm của nó chỗ này sẽ đóng lại cấp điện cho dơ le thời gian t 2 đếm thời gian cơ cấu máy của chúng ta sẽ đứng ở điểm B sau 5 giây khoảng thời gian cài đặt trên t 2 sau 5 giây thì tiếp điểm thường đóng mở à, thường mở đóng chậm của t 2 sẽ đóng lại cuộn hút công tắc tơ KN được cấp điện động cơ quay ngược chiều kim đồng hồ kéo cơ cấu máy của chúng ta đi từ B sang A Lúc này cảm biến B1 tác động thì R2 lại được cấp điện. Tiếp điểm R2 chỗ này mở ra ngắt điện của cuộn hút công tắc tơ KN. Tiếp điểm R2 chỗ này đóng lại cấp điện cho dơ le thời gian TN1 đếm thời gian. Cơ cấu máy dừng tại điểm A sau 5 giây thì nó lại tiếp tục quá trình hoạt động. Nó lại chạy từ A sang B. Động cơ của chúng ta lại được cấp điện quay thuận chiều kim đồng hồ. Kéo cơ cấu máy chạy từ A sang B và khi mà cảm biến B2 tác động thì nó lại dừng tại điểm B2 điểm B 5 giây và sau 5 giây thì động cơ của chúng ta lại đảo chiều quay kéo cơ cấu máy của chúng ta đi từ B sang A nghĩa là cơ cấu máy của chúng ta cứ chạy từ A sang B rồi lại từ B sang A nhưng nó sẽ có khoảng thời gian trễ nó sẽ dừng tại điểm hai điểm cảm biến tác động và các bạn có thể chỉnh cái thời gian dừng của cơ cấu máy tại hai điểm đó tại bằng cách thay đổi thời gian cài đặt trên TN1 và TN2 và để dừng máy thì chúng ta sẽ ấn vào nút stop khi ấn nút stop thì rơ trung ra R1 mất điện tiếp điểm của nó mở ra ngắt điện của mạch điều khiển và giả sử khi mà hệ thống của chúng ta đang hoạt động mà mất điện đột ngột hoặc có một sự cố nào đó chúng ta ấn nút stop mà cơ cấu máy của chúng ta chưa về đến điểm đầu của điểm A hoặc điểm B để cảm biến tác động ấy. nó đang ở lơ lửng điểm giữa này này khi mà hai còn cảm biến B1 và B2 tác động chưa con nào tác động thì chúng ta có ấn nút on thì hệ thống của chúng ta cũng không thể hoạt động được các bạn nhé đó các bạn quan sát hai con dơ le thời gian tn một và tn 2 này nó không được cộng điện này lúc này chúng ta phải chuyển sang chế độ bằng tay và ấn nút sang trái hoặc ấn nút sang phải để di chuyển cơ cấu máy của chúng ta về hai cái điểm đầu hai điểm giới hạn bởi hai con, con cảm biến tiệm cận ấy. đó khi mà con cảm biến B1 hoặc là B2 tác động thì lúc này nó sẽ cấp điện cho cuộn hút dơ le trung gian R2 hoặc R3 Đó. khi mà cuộn hút R2 hoặc R3 được cấp điện thì tiếp điểm của nó sẽ đóng lại để cấp điện cho dơ le thời gian TH1 hoặc TH2 thì lúc này chúng ta sẽ ấn nút on À, xin lỗi các bạn chúng ta phải chuyển công tắc chuyển mạch sang chế độ tự động đã đó sau đó ấn nút on thì hệ thống của chúng ta lại hoạt động lại đó rơi thời gian T1 nó sẽ được cấp điện nó sẽ đếm thời gian và sau khoảng thời gian đặt trên T1 thì hệ thống của chúng ta lại hoạt động bình thường đó thì đó là nguyên lý hoạt động của cái mạch này nghĩa là nó vẫn là mạch điều khiển có động cơ ba pha chạy thuận và chạy ngược để kéo một cơ cấu máy chạy từ A sang B và từ B sang A được giới hạn hành trình bởi hai con cảm biến tiệm cận nhưng mà nó sẽ có thêm một khoảng thời gian trễ. Động cơ sẽ dừng để cho cơ cấu máy của chúng ta dừng tại đứng in tại cái điểm mà cảm biến giới hạn hành trình. Sau đó nó mới cấp điện cho động cơ quay ngược lại để kéo cảm biến trở về theo chiều ngược lại. Thì các bạn xem video còn những chỗ nào cần bổ sung cho mạch hoàn thiện hơn thì để lại bình luận phía dưới video góp ý cho mình các bạn xem video thấy hay và có ích thì nhớ like chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video